Và như vậy là xin chào mừng tất cả quý khán giả, chúng ta cùng quay trở lại với sân vận động thành phố Gò Công tại tỉnh Tiền Giang để cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo của giải bóng đá lễ hội Trương Định Siêu Cúp Gò Công năm 2024. Và đây sẽ là trận đấu trên hạng 3 giữa hai câu lạc bộ Phú Thành FC và Phước Trung FC. Đến với trận đấu hiện tại thì các cầu thủ bên phía Phú Thành FC họ ra sân với sắc phục áo đỏ cam, quần xanh đen và hiệp đấu đầu tiên họ đang bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn nhỏ của tất cả quý vị và các bạn. Trong khi đó thì Phước Trung FC họ ra sân với bộ trang phục màu vàng đồng và đen. Hiệp đấu đầu tiên họ đang bảo vệ khung thành bên phía tay phải bên chiều ngược lại. Trận đấu hiện tại vẫn đang được chúng tôi phát sóng trực tiếp tại kênh fanpage bóng đá phương miền Tây. Tất cả quý vị chúng ta có thể truy cập để theo dõi trực tiếp trận đấu ở định dạng cao nhất, đó là Full HD. Và để tiện cho tất cả quý vị và bạn theo dõi, chúng tôi xin được phép giới thiệu đội hình của hai đội bóng ngày hôm nay. Bên phía Phú Thành FC, đội hình của họ bao gồm các cầu thủ mang số 3 đó là Hoàng Cường, số 5 Nguyễn Tâm, số 1 Thủ Thành Bắc Chính Thanh Duy, số 2 Bảo Xin, số 16 Trung Hiếu, số 4 Hiếu Thảo, số 8 Vân Nhân, số 9 Minh Trọng, số 20 Minh Lộc, số 7 Hùng Lâm, số 15 Quốc Hưng, số 11 Lê Trọng, số 13 Trung Nam. Trong khi đó, đội hình của Phước Trung ở trận đấu này bao gồm số 21 đó là Ngọc Sơn, số 3 Tâm Minh, số 10 Minh Quang, số 5 Thanh Tùng, số 2 Ngọc Bình, số 12 Quốc Vinh, số 7 Văn Dư, số 11 Tấn Đạt, số 4 Thanh Tuấn, số 17 Dani, số 15 Văn Phụng và số 13 đó là Tuấn Anh. Đây là huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Phước Trung FC đang có những chỉ đạo hết sức cần thiết dành cho đội bóng Phước Trung ở trận đấu trên hạng 3 này. Đây là danh hiệu mà các cầu thủ hai đội sẽ phải cạnh tranh sau khi họ đã để thua ở lượt trận bán kết vào chiều ngày hôm qua. Còn đây là huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Phú Thành FC. Anh cũng đang hết sức sát sao ở bên ngoài đường bích để chỉ đạo và dặn dò các học trò của mình liệu đội bóng nào sẽ có thể giành về chiếc huy chương đồng tại Siêu Cúp Gò Công 2024. Lỗi rồi, đã phạt lên dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Phú Thành FC. Trận đấu vẫn đang được chúng tôi phát sóng trực tiếp với 3 góc máy quay. Và những góc máy sẽ có thể hỗ trợ dành cho tổ trọng tài mỗi khi có thể theo dõi lại những video quay chậm. Ngày hôm qua thì cũng đã có rất nhiều sự kịch tính. Và trọng tài cũng đã phải làm việc hết công suất ở những pha quay chậm của mình. Suýt chút nữa đã có được một thời cơ dành cho các cầu thủ áo cam, nhưng vừa rồi trung phong áo số 11 bên phía Phú Thành đã không thể có được một pha đột phá dứt điểm thành công. Như vậy trọng tài xác định sẽ là một tình huống đá phạt góc dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Phú Thành FC. Người đứng trước quả phạt góc đang là cầu thủ mang áo số 16, vị trí của Trung Hiếu. Và đưa bóng vào. Cú dứt điểm chưa thành công, vẫn còn cơ hội. Cú dứt điểm đúng hơn là pha đưa bóng vào trong đã không thể mang lại độ chuẩn xác. Rất bình tĩnh. Và thoát xuống khá hay, không có lỗi việc gì. Còn vẫn tiếp tục. Phản công dành cho Phú Thành. Rất nỗ lực. Bóng vẫn còn trong cuộc. Nỗ
lực đột phá chưa thành công ở khu vực hành lang biên. Và đánh chặn kịp thời của hậu vệ mang áo số 4 đó là Thanh Tuấn bên phía Phước Trung FC. Bây giờ sẽ có một quả ném biên dành cho các cầu thủ của Phú Thành FC. Rất hay, nhưng chưa vượt qua được hàng phòng ngự của các cầu thủ bên phía đội bóng áo vàng. Đội bóng áo vàng đen cho đến thời điểm hiện tại họ vẫn đang chủ động với lối chơi phòng ngự của mình. Phước Trung họ nhường thế trận lại dành cho đối phương. Bóng vẫn tiếp tục lợi thế dành cho Phước Trung FC. Nỗ lực đột phá, dứt điểm ngay. Cặp vào! 1-0 dành cho Phú Thành FC và đó là pha làm bàn của cầu thủ mang áo số 24. Người ghi bàn có vẻ là Lê Khôi, cầu thủ mang áo số 24. 1-0 dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Phú Thành FC. Bàn thắng đến từ rất sớm dành cho đại diện của Tân Phú Đông. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại bàn thắng này. Tình huống trước đó trọng tài cho phép các cầu thủ áo đỏ cam họ được hưởng lợi thế. Một pha đặt lòng đưa bóng về phía góc xa rất gọn gàng của Lê Khôi. 1-0 dành cho Phú Thạnh. Một pha đặt lòng nó khiến cho thủ thành của Phước Trung phải trở thành một khán giả bất đắc dĩ. Một lần nữa chúng ta sẽ cùng theo dõi lại bàn thắng ở ba góc máy quay khác nhau. Vừa rồi là một cơ hội bị bỏ lỡ rất đáng tiếc dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Phước Trung FC. Chúng ta đã cắt còi đá phạt dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo vàng đen. Còn đây là thời cơ trước đó của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Phước Trung FC, họ đã không thể tận dụng thành công cơ hội. Dứt điểm chưa thành công của cầu thủ bên phía câu lạc bộ Phước Trung FC. Thời cơ quay trở lại dành cho các thủ cầm, một pha lao ra hợp lý của thủ thành bên phía đội bóng Phước Trung FC nhưng bóng vẫn còn, dứt điểm ngay. 2-0. 2-0 dành cho các cầu thủ của câu lạc bộ Phú Thành FC. Pha làm bàn của cầu thủ mang áo số 11. Đó là vị trí của Lê Trọng. Lê Trọng đã có được pha xử lý chuẩn xác khi thủ thành của Phước Trung đã lao ra khá xa. Và bàn thắng thứ hai nó đã đến dành cho đại diện của Tân Phú Đông. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống này. Hưởng dứt điểm rất đơn giản, mang về bàn thắng thứ hai dành cho Phú Thành FC. Các cầu thủ bên phía đội bóng Phước Trung FC họ phải nhận hai đòn đánh ngay ở khoảng thời gian đầu tiên của hiệp 1. Vẫn là những phương án tấn công nữa của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Phú Thành FC. Đây là góc máy phía sau khung thành. Tổng quan bàn thắng của Lê Trọng. Đây là một cơ hội nữa dành cho các cầu thủ của đội bóng áo đỏ cam. Đưa bóng ngang, vẫn còn cơ hội khoảng trống, dứt điểm đi. 3-0. 3-0 dành cho các cầu thủ của Phú Thành FC. Cú đúp bàn thắng của Lê Trọng. Cú đúp bàn thắng của Lê Trọng.
Bàn thắng thứ 3 nó đã đến dành cho Phú Thành FC. Các cổ động viên bên ngoài sân của Phú Thành đang tỏ ra rất vui. Vẻ mặt cũng rất điềm tĩnh của huấn luyện viên bên phía đội bóng Phú Thành FC, mặc dù đội bóng của ông đã dẫn trước đối phương đến 3 bàn. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống này. Đường chuyền ngang kiến tạo là của cầu thủ Mao số 2 Bảo Sinh. Lê Trọng lại có một pha dứt điểm chuẩn xác nữa để mang về bàn thắng thứ 3 dành cho Phú Thành FC. Đại diện của Tân Phú Đông đang tỏ ra cực kỳ hiệu quả ở khoảng thời gian đầu tiên của hiệp 1. Lại là một phương án tấn công đa dạng nữa của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Phú Thành FC. Lê Trọng rất nhịp nhàng. Ngày hôm nay thì các cầu thủ của Phước Trung họ cũng không có được một lực lượng quá mạnh. Vẫn còn Bảo Xin. Vẫn còn. Đưa bóng ngang. Vẫn còn. Dứt điểm. 4-0 dành cho các cầu thủ của đội bóng Phú Thành FC. Bốn không rồi. Và làm bàn có vẻ là của cầu thủ Mao số 8 Văn Nhân. Còn người ghi bàn là cầu thủ mang áo số 13 Trung Nam. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống này. Văn Nhân là người có được đường chuyền kiến tạo dành cho đồng đội ghi bàn và ập vào dứt điểm bồi rất nhanh của Trung Nam. Đã mang về bàn thắng thứ 4 dành cho Phú Thành FC. Khoảng thời gian của hiệp 1 chỉ mới trôi qua chưa được 15 phút, các cầu thủ bên phía đấu cam họ đã có được đến 3 bàn thắng. Xin lỗi, 4 bàn thắng cho đến thời điểm này. Bốn không rồi. Pha bóng khá lộn xộn. Vẫn đang có khá đông các cổ động viên theo dõi và cổ vũ dành cho trận đấu này, dành cho các cầu thủ hai đội. Nhưng lúc này đây đang là một thế trận quá khó dành cho Phước Trung. Một vài cổ động viên qua sóng live stream có vẻ như cũng không tin vào mắt mình khi mà khoảng thời gian đã chỉ mới trôi qua được chừng 13 phút nhưng Phú Thành họ đã có đến 4 bàn. Một phong độ cực kỳ ấn tượng của các cầu thủ bên phía Phú Thành FC ở trận đấu trận hạng 3 này. Rất chậm rãi. Thì chúng tôi đã giới thiệu trước đó trận đấu trận hạng 3 và trận đấu chung kết của giải đấu được chúng tôi phát sóng trực tiếp tại Fanpage Bóng đá Phủ Miền Tây với ba góc máy quay. Vừa rồi thì chúng ta cũng đã chứng kiến lại được những bàn thắng ở những góc máy quay khác nhau. Đây là một phương án hợp lý nhất để có thể hỗ trợ dành cho giải đấu, bởi điều lệ của ban tổ chức đưa ra là mỗi hiệp đấu, mỗi đội sẽ được yêu cầu trọng tài theo dõi lại một tình huống.
bằng video hỗ trợ để có thể xác định chính xác nhất về quyết định cuối cùng của trọng tài. Thời cơ phản công dành cho các cầu thủ của Phước Trung lỗi việt vị rồi. Trọng tài xác định có lỗi việt vị của cầu thủ mang áo số 15, đó là vị trí của Văn Phùng. Đang có một sự điều chỉnh từ khá sớm ở khoảng thời gian đầu trận dành cho Phước Trung FC. Nỗ lực xử lý bóng không thành công. Pha xử lý vừa rồi đó là của cầu thủ mang áo số 11, vị trí của Lê Trọng. Đường chuyền vừa rồi là của số 3 Hoàng Cường. Một pha mở bóng dài. Và tiếp tục đưa bóng vào. Vẫn đang là các cầu thủ của đội bóng áo cam. Cơ hội Bảo Sinh. Phải dứt điểm chưa thành công của Bảo Sinh trong tình huống này. Đằng này thì thủ thành của Phước Trung đã thi đấu tập trung. Điều chỉnh của Văn Nhân. Và mở bóng ngang là của số 7 Hùng Lâm. Tiếp tục là Hùng Lâm. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại cơ hội dứt điểm trước đó của Bảo Sinh chưa thể mang về bàn thắng thứ 5 dành cho Phú Thành. Đưa bóng vào. Lại là một tình huống chờ bóng vào khá nguy hiểm nữa. Chúng ta đã cắt còi rồi. Một quả đá phạt dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Phú Thành FC. Và dứt điểm chưa thành công vẫn còn. Hai pha dứt điểm nhưng chưa thể mang về bàn thắng dành cho các cầu thủ của Phú Thành FC trong tình huống vừa rồi. Điều chỉnh lên vừa rồi là của số 4 Hiếu Thảo. Rất bình tĩnh. Hồng Lâm. Kịp không? Bóng vẫn còn. Bảo Xin. Đưa bóng vào. Đánh đâu? Không được. Các cầu thủ bên phía Phú Thành họ đang có những pha tấn công rất đa dạng. Như vậy là vừa rồi có vẻ bóng đã đi vào lưới. Lại có thêm một bàn thắng nữa dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Phú Thành FC. Cú đúp bàn thắng của Lê Khôi. 5-0 rồi. Một pha xử lý chuẩn xác của Lê Khôi đã mang về bàn thắng thứ 5 dành cho câu lạc bộ Phú Thành FC. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống này. Bóng đã đập vào phía trong vạch vôi sau khi chạm xa.
Lại một lần nữa chúng ta sẽ cùng theo dõi lại bàn thắng của các cầu thủ Phú Thành FC ở ba góc máy quay. Quả đáng tiếc dành cho Phước Trung. Họ đang có một thế trận quá khó trước đối thủ Phú Thành FC. Rất hay. Lại một pha đẩy bóng đi quá xa tầm chân. Đang có một sự dễ dàng dành cho Phú Thành. Và lúc này đây hệ thống phòng ngự của đội bóng này cũng không phải hoạt động quá nhiều công suất. Đại diện của Tân Phú Đông đang tỏ ra lấn lướt so với đối thủ Phước Trung FC, đại diện của Gò Công Đông. Như chúng tôi đã nói trước đó thì giải bóng đá lễ hội Chương Đình siêu cúp Gò Công 2024 là giải đấu dành cho 4 nhà tân vô địch ở mùa giải 2024. Đương kim vô địch của thành phố Gò Công, đương kim vô địch của huyện Gò Công Tây, đương kim vô địch của huyện Gò Công Đông và đương kim vô địch của huyện Tân Phú Trung ở trong năm 2024. Vừa rồi là nỗ lực của thủ thành Thanh Duy, thủ thành mã áo số 1 bên phía câu lạc bộ Phú Thành FC. Chúng ta sẽ cùng đến với tình huống kiểm soát bóng của các cầu thủ bên phía Phước Trung. Vẫn là một quả ném biên dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo vàng đen. Trọng tài chính điều khiển trận đấu ngày hôm nay đó là trọng tài Trần Tuấn Kiệt, hai trợ lý đó là Lê Thanh Liêm và Bùi Văn Quang, trọng tài thứ tư là ông Trần Văn Phước. Bóng vẫn tiếp tục, trọng tài xác định không có lỗi của cầu thủ bên phía Phước Trung với nỗ lực vừa rồi. Kịp không? Rất nỗ lực. Vẫn còn. Bóng vẫn tiếp tục, trọng tài xác định không có lỗi, việc vị cơ hội. Năm bàn thắng khi mà khoảng thời gian của hiệp đấu thứ nhất vẫn còn khá nhiều. Nỗ lực của Phước Trung liệu sẽ có thể giúp cho họ có được bàn thắng rút ngắn tỷ số hay không, chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem. Vẫn còn Văn Phụng. Còn và tiếp tục. Tình huống chạm bóng vừa rồi là của cầu thủ mang số 5 Thanh Tùng. Vừa rồi trọng tài đã cắt còi rồi và sẽ có một quả đá phạt dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Phước Trung FC. Cầu thủ vừa bị phạm lỗi đó là cầu thủ mang số 13 Tuấn Anh. Khoảng cách lần này là hơi xa. Mặc dù góc sút là rất rộng nhưng với khoảng cách này cũng rất khó để các cầu thủ bên phía Phước Trung FC họ có thể tung ra một pha dứt điểm thẳng. Đó là một tình huống treo bóng dành cho đồng đội. Rất hay. Tốc độ của Lê Khôi. Đưa bóng vào. Nhịp xử lý là chưa thành công.
Các cổ động viên của Phước Trung vẫn đang cổ vũ dành cho đội bóng này qua sóng livestream của Bóng đá phố miền Tây. Các khán giả nếu như không theo dõi được khoảng thời gian đầu trận cho đến giờ khi mà bật livestream để xem thì chắc chắn cũng sẽ bị bất ngờ với kết quả hiện tại. Nhưng cho đến thời điểm này chúng ta, những khán giả đang theo dõi trực tiếp tại sân vận động thành phố Gò Công lúc này đang thấy được sự hiệu quả dành cho Phú Thạnh. Đường chuyền dài lên và đó là một đường chuyền không dành cho ai cả. Đường chuyền dứt điểm và dứt điểm chưa thành công. Chúng ta đã cắt còi rồi. Và đá phạt tiếp theo dành cho Phước Trung FC. Vẫn là một cự ly hơi xa dành cho tình huống đá phạt này. Quá đơn giản dành cho thủ thành Thanh Duy. Trọng tài đã cắt còi rồi. Ở về trọng tài sẽ cho hai đội có một khoảng thời gian nghỉ giữa hiệp để tiếp nước khi mà thời tiết lúc này đang là rất nắng nóng.
Chúng ta cùng đến với quả đá phạt lên dành cho các cầu thủ của Phước Trung. Trước đó đã có lỗi việt vị của các cầu thủ áo cam bên phía Phú Thành FC. Trận đấu sẽ được trở lại và tiếp tục. Sau khi trận đấu này khép lại, chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu chung kết của siêu cúp Gò Công giải bóng đá Lễ Hội Chương Đình năm 2024. Bóng lại trôi quá sâu rồi. Không có gì khó khăn dành cho thủ thành Thanh Duy. Được chuyền hay. Vẫn còn. Chưa thể có được thời cơ để tung ra được một pha dứt điểm. Đã vào bóng vừa rồi thì Lê Khôi đang bị đau. Quả ném biên dành cho Phú Thành FC. Tỷ số trận đấu vẫn đang tạm thời là 5-0. Có vẻ đã có lỗi ném biên. Xin gửi lời chào đến em trai giấc mơ sân cỏ. Một cổ động viên của Tân Phú Đông, đội bóng Phú Thành FC. Ngày hôm qua có thể nói rất nhiều các cổ động viên của Tân Phú Đông họ đã bày tỏ sự tiếc nuối khi mà Phú Thành họ không thể vượt qua được trận đấu bán kết. Một sự nghiệt ngã của bóng đá. Chính vì thế chúng ta thường gọi bộ môn bóng đá là một bộ môn thể thao vua, bởi vì nó mang đến rất nhiều những cung bậc cảm xúc dành cho tất cả chúng ta. Một kịch bản không ngờ đến đã diễn ra ở trận đấu bán kết 1. Và bây giờ thì Phú Thành họ đang thị uy được sức mạnh của mình ở trận đấu tranh hạng 3. Cú dứt điểm, tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-5. Và dứt điểm chuẩn xác của số 13 Tuấn Anh. Bàn thắng thứ 3 nó đã đến dành cho xin lỗi bàn thắng thứ nhất nó đã đến dành cho Phước Trung. Lúc này cách biệt còn lại là 4 bàn. Bàn thắng đến ở phút thứ 33 của hiệp 1. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống này. Pha thoát xuống, pha bẫy việt vị khá hay của Tuấn Anh và một pha dứt điểm rất căng. Bóng đã làm tung nóc lưới thủ thành Thanh Duy. Mang về bàn thắng rút ngắn tỷ số dành cho Phước Trung. Xin gửi lời chào và lời cảm ơn đến em trai giấc mơ sân cỏ. Hy vọng sẽ có dịp hội ngộ với em ở một ngày gần nhất. Một lần nữa chúng ta sẽ cùng theo dõi lại bàn thắng của Tuấn Anh ở góc máy phía sau khung thành. Và xoay trở của Dani. Một cầu thủ người Việt Nam nhưng nghe cái tên rất nước ngoài. Tiếp tục là Dani. Thanh Tuấn
Dani. Và các bóng kịp thời và an toàn đến từ vị trí của Hiếu Thảo, người đang đã cập trung về cùng với Hoàng Cường ở trận đấu này. Cách biệt 4 bàn vẫn đang là một cách biệt rất an toàn dành cho Phú Thành FC. Những nỗ lực của Phước Trung chỉ giúp cho họ có được một bàn thắng mà thôi. Và chúng ta sẽ phải chờ đợi phần tiếp theo. Cơ hội Tuấn Anh. Hiếu Thảo đã chủ động hơn. Rất hay. Chân trái của những điểm đưa bóng đi quá thiếu chính xác. Và đá trận vừa rồi là của cầu thủ mang áo số 13 Trung Nam. Cầu thủ cũng đã có được một bàn thắng ở trận đấu này. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha dứt điểm của Trung Nam. Tình huống dứt điểm bằng chân trái đưa bóng đi quá cao so với khung thành của thủ môn đối phương, đó là thủ thành Quốc Vinh. Như vậy sẽ có sự điều chỉnh bên phía Phú Thành FC. Cầu thủ mang áo số 13, cầu thủ vừa có được pha dứt điểm bằng chân trái uy hiếp khung thành của thủ môn đối phương trước đó là Trung Nam sẽ rời sân. Người vào thay là cầu thủ mang số 5 Nguyễn Tâm. Tình huống chuyền bóng của Hoàng Cường. Bảo Xin. Vẫn còn. Rất hay. Đưa bóng vào. Và đánh chặn kịp thời. Tuấn Anh. Tuấn Anh vẫn đang khá đơn độc ở khu vực trên hàng công. Rất nỗ lực. Lỗi rồi. Một chiếc thẻ vàng được trọng tài rút ra dành cho trung vệ Hiếu Thảo. Tình huống kéo người khá lộ của cầu thủ mang số 4. Cơ hội tình huống đá phạt này nó sẽ dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Phước Trung FC. Liệu các cầu thủ bên phía đội bóng áo vàng đen họ có thể tìm kiếm được cho mình bàn thắng hay không?
Và treo bóng. Như vậy sẽ là một tình huống đá phạt lên dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Phú Thành FC. Một cầu thủ áo đỏ cam đang bị đau. Cầu thủ của Phú Thành FC vẫn chưa thể tiếp tục thi đấu. Một ngày làm việc không phải là quá vất vả dành cho thủ thành Thanh Duy. Thủ thành mà số 1 của Phú Thành. Ngày hôm nay mới được bắt chính. Như vậy là trọng tài đã nói còi kết thúc hiệp đấu đầu tiên. Sau khi kết thúc hiệp 1 thì tỷ số đang tạm thời là 5-1 nghiêng về Phú Thành FC. Xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút để đến với hiệp 2 của trận đấu này. Lúc này thì thủ thành Thanh Duy cũng rất biết cách để có thể lấy được những hình ảnh qua sóng live stream. Anh liên tục nhìn về máy quay và liên tục nở nụ cười. Xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút để đến với hiệp 2 của trận đấu này.
Và xin chào mừng tất cả quý khán giả, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với sân vận động thành phố Gò Công để cùng theo dõi diễn biến của hiệp đấu thứ hai trận đấu tranh hạng 3 thuộc khuôn khổ giải bóng đá lễ hội Trương Định siêu cúp Gò Công năm 2024. Cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ Phú Thạnh FC và Phước Trung FC. Hiệp đấu thứ nhất tạm thời khép lại thì các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Phú Thạnh FC đang tạm thời dẫn trước Phú Trung FC với Phước Trung FC với tỷ số là 5-1. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo dõi những diễn biến của hiệp thi đấu thứ hai và sẽ cùng chờ đợi những cơ hội tiếp theo dành cho cả hai bên. Ngày hôm nay thì trận đấu tranh hạng 3 cũng như trận đấu chung kết của giải bóng đá lễ hội Trương Định siêu cúp Gò Công năm 2024 sẽ được chúng tôi phát sóng trực tiếp tại fanpage bóng đá phố miền Tây ở ba góc máy quay. Trước đó ở trong hiệp đấu thứ nhất thì các cầu thủ của Phú Thạnh FC họ đã thi đấu cực kỳ hiệu quả để mang về 5 bàn thắng. Chắc chắn là trong khoảng thời gian cuối hai, các cầu thủ bên phía Phước Trung họ sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều. Một thời cơ nữa dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo cam, rất lắc léo, vẫn còn cơ hội, chưa thể kịp thời tung ra được pha dứt điểm. Nỗ lực đi bóng là rất lắc léo nhưng chưa thể có được pha dứt điểm của số 11 bên phía Phú Thạnh FC. Đó là vị trí của Lê Trọng, cầu thủ đã có được cho mình cú đúp bàn thắng ở trong hiệp đấu đầu tiên. Đường truyền đưa bóng trôi quá sâu rồi. Vẫn là lối đá pressing của các cầu thủ bên phía đội bóng Phú Thạnh FC. Vẫn còn, trọng tài xác định đó là một pha tranh chấp hợp lệ. Dứt điểm từ xa. Quá đơn giản dành cho thủ thành của đội bóng áo vàng đen. Quốc Vinh ngày hôm nay cũng phải rất vất vả bởi các cầu thủ Phú Thạnh họ đang tăng tốc trong những phương án tấn công của mình. Và ở hiệp 1, một hiệp thi đấu cực kỳ hiệu quả của các cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ cam đã giúp cho liên tiếp có được những bàn thắng. Điểm chạm vừa rồi là của cầu thủ áo số 20 Minh Lộc. Thời cơ quay trở lại dành cho Phước Trung. Đại diện của Gò Cộng Đồng họ cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa ở trong hiệp đấu thứ hai này. Một pha cắt bóng an toàn của trung vệ Hiếu Thảo. Có thể sẽ là một quả ném biên rất mạnh vào bên trong. Dứt điểm ngay. Và dứt điểm không trúng tâm bóng khi cơ hội của các cầu thủ bên phía đội bóng Phước Trung FC bị trôi qua. Quả đáng tiếc dành cho cơ hội của Tuấn Anh, cầu thủ đã ghi bàn thắng duy nhất dành cho Phước Trung FC cho đến thời điểm này. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha bóng này. Xuất phát từ quả ném biên rất mạnh vào bên trong, không có một cầu thủ nào theo kèm. Hai pha dứt điểm của các cầu thủ bên phía Phước Trung vẫn không thể mang về bàn thắng dành cho đội bóng này. Vẫn còn. Trọng tài đã cắt còi rồi. Trọng tài xác định đó là một quả đá phạt lên dành cho các cầu thủ bên phía Phước Trung FC.
Về danh sách vua phá lưới cho đến thời điểm hiện tại, ban tổ chức cũng đã cập nhật có 3 cầu thủ đang đứng top đầu. Đó là Phúc Hiệp của Phường 1 FC, Lê Khôi và Lê Trọng. Cả hai cầu thủ của Phú Thành lúc này cũng đều đang có được cho mình, cả ba cầu thủ lúc này đều đang có được cho mình 2 bàn thắng. Dứt điểm từ xa. Dứt điểm là quá nhẹ. Các cầu thủ bên phía Phước Trung họ đang thi đấu quá thiếu tập trung, nhưng cũng phải nói thêm rằng ngày hôm nay Phước Trung họ không có được một lực lượng đội hình quá đủ đầy. Cú dứt điểm từ xa. Bóng ăn quá nhiều ra má ngoài. Và kết thúc vừa rồi là của trung vệ mang áo số 4, vị trí của Hiếu Thảo. Một pha mở bóng dài lên trên. Bóng hướng đến vị trí của cầu thủ áo số 14. Vẫn còn. Ngọc Bình. Và chạm bóng là của Dani, lỗi rồi. Đã phạt lên dành cho các cầu thủ của câu lạc bộ Phước Trung FC. Và vẫn tiếp tục. Đưa bóng vào. Cơ hội. Và tiếp bóng một quá thiếu cảm giác. Quả đáng tiếc dành cho cơ hội vừa rồi. Không có lỗi của các cầu thủ bên phía Phước Trung FC. Số 20 của đội bóng áo cam đang bị đau. Đó là Minh Lộc. Nhưng phải rất may là Minh Lộc vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha bóng này. Một tình huống xử lý có phần hơi cầu toàn của Minh Lộc. Trận đấu sẽ được quay trở lại và tiếp tục với một tình huống rất fair play. Tỷ số vẫn đang tạm thời là 5-1 nghiêng về Phú Thành FC. Một khoảng cách khá an toàn dành cho các cầu thủ của đội bóng áo đỏ cam. Và ập vào rất nhanh của Minh Lộc. Quả ném biên sẽ dành cho Phước Trung. Hiếu Thảo. Điều chuyền vừa rồi là của Trung Hiếu. Minh Lộc.
lợi thế dành cho các cầu thủ của Phước Trung. Văn Phụng. Rất chậm rãi để tìm kiếm cho mình những khoảng trống. Nhưng lúc này mọi thứ vẫn đang trở nên khá khó khăn dành cho câu lạc bộ Phước Trung FC. Rất nỗ lực Lê Trọng. Vẫn là Lê Trọng. Và dứt điểm không thành công. Trọng tài đã xác định có lỗi để bóng chạm tay của Lê Trọng. Không được, nỗ lực xử lý vẫn chưa thành công của Tuấn Anh nhưng bóng vẫn còn và đưa bóng lên an toàn Hùng Lâm. Đây là Minh Lộc. Hùng Lâm lỗi rồi, trọng tài xác định có lỗi của Văn Phụng bên phía Phước Trung FC. Ở khoảng thời gian cuối hai vẫn đang là những khoảng thời gian khó khăn dành cho xã Phước Trung. Họ vẫn chưa thể có được thêm bàn thắng rút ngắn tỷ số. Lê Trọng. Bóng vẫn tiếp tục. Như vậy trọng tài xác định không có lỗi của các cầu thủ bên phía Phước Trung FC trong pha tranh chấp. Cầu thủ của Phú Thành FC vẫn đang bị đau sau tình huống va chạm vừa rồi với của cầu thủ của đội bóng Phước Trung FC. Bên ngoài sân thì lúc này các cầu thủ của hai đội bóng Phường 1 FC và thị trấn Vĩnh Bình đã thay đồ và chuẩn bị khởi động để có thể chuẩn bị cho trận đấu chung kết sau khi trận đấu trận hạng ba khép lại. Một tình huống dứt điểm từ xa và dứt điểm của Minh Lộc vừa rồi bóng đã đi hơi cao so với khung thành của thủ môn đối phương.
Dứt điểm ngay. Phải dứt điểm vẫn còn quá nhẹ. Và mở bóng dài. Vẫn là một tình huống xử lý an toàn của Trung Hiếu. Không được. Lại là một pha xử lý không tốt của các cầu thủ bên phía Phước Trung FC. Pha xử lý vừa rồi là của Ngọc Bình. Hiếu Thảo. Bảo Sinh. Tốc độ của Bảo Sinh. Bảo Sinh đã không vượt qua được chốt chặn hàng phòng ngự bên phía câu lạc bộ Phước Trung FC. Cầu thủ bên phía câu lạc bộ Phước Trung FC đang bị đau. Đang là cầu thủ ma số 11 Tấn Đạt. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem liệu Tấn Đạt sẽ có thể tiếp tục thi đấu hay không. Những bước đi tập tễnh của số 11 bên phía Phước Trung FC. Sẽ có sự điều chỉnh bên phía các cầu thủ của Phước Trung. Vậy lúc này cầu thủ mang áo số 16 sẽ được tung vào sân. Đường mở bóng khá thoáng, kịp không? Thành Duy. Một nửa khoảng thời gian của hiệp thi đấu thứ hai đã trôi qua. Lợi thế về mặt tỷ số lúc này vẫn đang là 5-1 nghiêng về các cầu thủ của Phú Thành FC. Chưa vượt qua được hệ thống phòng ngự của Phước Trung. Dani.
Không được, lại là một pha xử lý bóng lỗi. Thời cơ tiếp tục quay trở lại dành cho Minh Lộc. Trọng tài đã cắt còi rồi. Chiếc thẻ vàng được trọng tài rút ra dành cho số 17 Dani của Phước Trung. Một cầu thủ bên phía Phước Trung FC đang bị đau và phải nằm sân, đó vẫn là vị trí của Tấn Đạt, người đã bị đau trước đó. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem liệu Tấn Đạt sẽ có thể tiếp tục thi đấu hay không. Tấn Đạt vẫn chưa thể đứng dậy. Rất có thể Tấn Đạt sẽ không thể tiếp tục thi đấu. Như vậy là Phước Trung họ buộc sẽ có thêm một sự điều chỉnh. Quả ném biên dành cho các cầu thủ của câu lạc bộ Phước Trung FC. Hệ thống phòng ngự của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Phú Thành FC vẫn đang hoạt động rất hiệu quả.
huống dứt điểm từ xa không mang lại được sự hiệu quả dành cho các cầu thủ bên phía Phú Thành FC. Trận đấu vẫn sẽ trở lại và tiếp tục. Hiếu Thảo. Rất nhịp nhàng. Trung Hiếu. Đường chuyền của Trung Hiếu dành cho Minh Lộc. Đưa bóng vào. Nỗ đưa bóng vào vẫn chưa thành công. Vẫn còn. Minh Lộc. Rất hay. Trọng tài đã cắt còi và sẽ là một quả đá phạt dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Phú Thành FC. Cơ hội nữa dành cho các cầu thủ của câu lạc bộ Phú Thành FC và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem liệu đội bóng áo đỏ cam sẽ có thể thực hiện thành công hay không. Đưa bóng tầm thấp vào bên trong. Bóng đã đi ra phía ngoài mép lưới rồi. Tình huống xử lý của Văn Nhân. Danny. Điều chỉnh dài lên trên. Vẫn còn. Không có lỗi vị. Rất nỗ lực. Như vậy trọng tài xác định sẽ là một quả ném biên dành cho Phước Trung FC. Thời gian nó đang dần trôi đi và đang ủng hộ dành cho đội bóng Phú Thành FC. Lúc này thì khoảng cách vẫn đang còn lại là 4 bàn. Xin gửi lời chào đến tất cả những khán giả đang theo dõi trực tiếp trận đấu. Trận đấu chung kết sẽ được diễn ra vào lúc 15:30. Sau khi trận đấu tranh hạng 3 khép lại, chúng ta sẽ đến với trận đấu chung kết của giải bóng đá lễ hội Trương Định Siêu Cúp Gò Công năm 2024. Thời cơ tiếp theo dành cho các cầu thủ của Phú Thành FC pha qua người. Nhưng tình huống kết thúc thì vẫn chưa thành công. Cầu thủ mang áo số 5 của Phước Trung đang bị đau. Đó là vị trí của Thanh Tùng.
Trọng tài vừa rồi đã cắt còi rồi. Cơ hội dành cho Phước Trung ở trong tình huống này, và chúng ta sẽ cùng sẽ xem liệu Tuấn Anh sẽ có thể thực hiện thành công ở quả đá phạt hay không. Nhưng rất có thể sẽ là một tình huống treo bóng vào và được bóng tầm thấp vào bên trong không thể mang lại sự hiệu quả. Nỗ lực tiếp theo nữa dành cho Phú Thạnh. Họ vẫn còn một danh hiệu cá nhân để có thể cạnh tranh, đó là danh hiệu vua phá lưới Minh Lộc. Hoặc là Minh Lộc. Không được. Nỗ lực xử lý chưa thành công của Minh Lộc. Tình huống xoay trở của Trung Hiếu. Đường truyền là của Hiếu Thảo. Minh Lộc. Khoảng trống dành cho Nguyễn Tâm. Cơ hội không được, lại là một pha xử lý lỗi nữa của Minh Lộc. Hùng Lâm. Tiếp tục là các cầu thủ bên phía Phú Thành FC Minh Lộc. Nỗ lực đột phá của Minh Lộc. Vẫn còn. Rất chịu khó tranh chấp, và cơ hội tiếp theo dành cho các cầu thủ bên phía Đông Âu Cầm. Phỏng vấn tiếp tục nhưng trọng tài đã cắt còi và đã xác định có lỗi của cầu thủ bên phía câu lạc bộ Phú Thành FC. Xin gửi lời chào đến khán giả vi tính Gò Công. Khán giả đang có comment dự đoán kết quả tỷ số trận đấu này sẽ là 6-1 dành cho Phú Thành. Chúng ta sẽ cùng chờ xem liệu những dự đoán của khán giả sẽ có thể mang lại độ chuẩn xác hay không. Như chúng tôi đã giới thiệu trước đó, sau khi trận đấu này khép lại, chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu chung kết của giải đấu cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ Phường 1 FC và câu lạc bộ thị trấn Vĩnh Bình, hai đại diện của thành phố Gò Công và câu lạc bộ thị trấn Vĩnh Bình, họ đến từ huyện Gò Công Tây. Đường truyền khá hay, Hùng Lâm. Mọi thứ vẫn đang trở nên quá khó khăn dành cho Phước Trung FC. Họ chưa thể có được cho mình bàn thắng thứ hai. Một ngày thi đấu với sự thiếu hụt lực lượng, các cầu thủ của Phước Trung họ không thể làm nên chuyện trước Phú Thạnh FC. Vừa rồi lại có thêm một khoảng thời cơ ngon ăn nữa dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Phú Thành FC. Nhưng cầu thủ áo đỏ cam vẫn không thể tận dụng thành công. Và di chuyển cắt mặt và dứt điểm không thành công của cầu thủ áo số 1 đó là Lê Trọng.
kịp không và phòng an toàn. Một cầu thủ bên phía câu lạc bộ Phú Thành FC đang bị đau. Và như vậy là lúc này đây thì trọng tài đã nói còi kết thúc trận đấu trận hạng 3 giữa Phú Thành FC và Phước Trung FC. Trận đấu khép lại với chiến thắng 5-1 thuộc về Phú Thành, và xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao cho ít phút để đến với trận đấu chung kết trong buổi chiều ngày hôm nay.